rồi là cái đoạn đường em di chuyển từ phía nút giao thông Ngọc Hội di chuyển đi vô đây. Thì từ đó vô đây thì khoảng độ thì trên một cây số nha của tụi chị. Thì di chuyển tới đường Bình Đại 2, di chuyển từ đường số 7 để qua đường 1A và để vô đường số 16 là cái vị trí lô đất con em review vừa đến cho quý cô chú anh chị. Một lô đất biệt thự rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. À, đây, lô đất ở đây. Đây, nó với tổng diện tích là 255m2. Và đẹp hơn nữa là rất là vuông vức nha quý cô chú anh chị. À, ngang mặt tiền là 15m và dài cũng là 15. À, rất là vuông luôn. Lô đất này thì lô đất biệt thự. Thì hiện tại thì gia chủ họ đang cần tiền, nói chung là thực sự là quá cần tiền nên là họ muốn nhượng lại gieo duyên cho quý cô chú anh chị hữu duyên với giá rất là tốt luôn, giá chỉ 42 triệu một mét vuông. Giá này thì chưa bao ép cập nhân quý cô chú anh chị. Khu biệt thự nên là phía kia có căn biệt thự rất là đẹp luôn. Bây giờ thì em xin phép quay camera sau để quay chi tiết cái khu vực đây cho quý cô chú anh chị mình cùng tham khảo ha. Dạ vâng, đây là tổng quan cái mặt trước của lô đất nè, lô biệt thự nha quý cô chú anh chị. Vừa rồi thì em cũng đã nói báo qua rồi đó, với tổng diện tích là 255m2, lô đất vuông vức, ngang 15, dài 15. Lô này thì có hướng là hướng nam nha quý cô chú anh chị, hướng nam hợp cho quý cô chú anh chị mình hợp hướng là đông tứ trạch. Mặt tiền đường này là con đường số 16. Đường này thì lòng lề là 12m. Khu vực khu đô thị nên là chính xác là khu đô thị Hà Quang 2 thuộc phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nha quý cô chú anh chị. Đường 16 thông thoáng các hướng luôn. Di chuyển lên phía trên kia là đường 1A. Con đường đó lúc này em di chuyển phía vành đai di chuyển đi vô. Đường thì thông thoáng các hướng luôn. Di chuyển chỉ vài bước chân thì ra phía trước kia là đường số 2. Xuống phía kia thì có công viên. Nói chung là thông thoáng các hướng. Một vị trí gọi là khu bàn cờ của khu đô thị này. Tí nữa em sẽ ghi mình đã xong. Bây giờ thì em sẽ vòng vô phía sau này lô đất cho quý cô chú anh chị cùng xem. Ở đây thì nhà bên cạnh họ đang tận dụng trồng rau sạch nè quý cô chú anh chị. Trồng trong các cái thùng xốp khá nhiều, trồng khá nhiều luôn, có đu đủ, có cây chùm ngay quá trời luôn, nhà đam có luôn. Tổng quan cái lô đất này thời tiết Nha Trang thì sáng hôm nay rất là đẹp luôn. Dạo này thì có hay mưa nhưng mà sáng nay thì trời nắng đẹp, em tranh thủ review tổng quan. Ở đây thì biệt thự hình thành cũng khá là nhiều nha quý cô chú anh chị. Ở phía trước kia thì có một cái căn biệt thự rất là bự luôn, đồ gỗ nội thất Việt Huy. Tổng quan khu vực đây. Phía đằng trước kia thì họ đang xây nhà nên là nó hơi ồn tí, nên quý cô chú anh chị thông cảm cho em nha. Bây giờ thì em sẽ di chuyển ra đường số 2 chỗ công viên cho quý cô chú anh chị mình cùng xem ha. Đó, chỉ vài bước chân thì ra tới công viên thôi. Đó, công viên ở phía trước nè. Thì công viên đây thì em cũng đứng review mấy lần rồi. Vị trí quá là tuyệt vời. Song song với đường 16 đây là đường 15 bên kia nha quý cô chú anh chị. Đường số 2 thì kết nối giao thông từ phía đường số 13 bên kia. Di chuyển vô đây thì thông qua đường Tố Hữu ở phía bên kia. Đây qua đó thì vài trăm mét. Đường Tố Hữu thì nó kết nối từ phía Lê Hồng Phong di chuyển lên cầu Quán Trường. Phía ngoài đó thì có các cái tòa chung cư của VCN Phước Hải.
Như mặt đường Tố Hữu thì có CT1, CT2, CT3. Các cái chung cư đó thì cũng khá là nhiều quý cô chú anh chị chọn để sinh sống. Bây giờ em sẽ di chuyển vô lại. Ở đây thì xây theo quy định thì đa số là một trệt hai lầu tâm nhà của cô chú anh chị. Như cái căn biệt thự ở phía trước này rất đẹp luôn. Cái căn kia cũng đẹp không thua kém gì. Ở phía dưới kia cũng là cái lớp biệt thự luôn nha của cô chú anh chị, song song dưới đây luôn. Đó, dưới đó biệt thự cũng khá là nhiều. Phía mặt phía dưới đường số 3 bên kia cũng nhiều căn biệt thự. Dạ vâng. Thì nói chung thì khu đô thị Hà Quang thì em đã review cũng khá là nhiều rồi. Thì nếu mà quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh em thì biết cũng khá rõ các cái tiện ích. Nhưng mà bây giờ thì em cũng sẽ nói lại cho những quý cô chú anh chị chưa theo dõi kênh để biết rõ hơn. Thì nói chung thì khu đô thị Hà Quang là tiện ích hiện tại thì bây giờ thì có trường mầm non này, trường công viên, còn các cái tiện ích còn lại thì trường học hay là trung tâm thương mại thì đang triển khai. Thì nói chung thì trong tương lai gần thì sẽ xây dựng thôi ha, quý cô chú anh chị mình ha. Trung tâm thương mại thì nó nằm ở đường số 8 phía bên kia, quỹ đất ở bên đó. Nói chung là về các cái tiện ích ngoài khu thì ở đây thì quá trời tiện ích luôn. Từ cái vị trí lô đất này mình di chuyển đi lên quốc lộ 1A thì khoảng độ 8 cây số. Di chuyển vô sân bay thì tầm 45 phút di chuyển ô tô. Và trong bán kính hơn 1 cây số thì có đầy đủ các tiện ích nha quý cô chú anh chị. Có ủy ban nhân dân phường, trường học các cấp, chợ, bệnh viện, quán xá, cà phê vân vân. Nói chung là quá trời tiện ích để cho quý cô chú anh chị mình sử dụng luôn. Thì lô đất này thì hiện tại thì đang giao dịch trên hợp đồng mua bán nha quý cô chú anh chị. Mình mua xây xong hoàn công thì đợi sau này sẽ ra sổ ha. Tổng quan khu vực xung quanh đây ạ. Với cái mức giá 42 triệu. Giá này thì chưa bao ép cọc nha quý cô chú anh chị, bao ép cọc riêng. Giá 42 triệu thì em thấy thì cái giá cũng khá là tốt. Phù hợp để cho quý cô chú anh chị mình sở hữu cái lô đất này để đầu tư hoặc là xây một cái căn biệt thự lên để an cư sinh sống, hoặc là đặc biệt là dành cho cô chú lớn tuổi để dưỡng già ở tại thành phố biển Nha Trang. Quá là tuyệt vời luôn. Dạ vâng, sau khi xem qua video, nếu mà quý cô chú anh chị thấy lô đất này nó phù hợp với tầm tài chính và nhu cầu của mình muốn sở hữu thì hãy alo cho em với số điện thoại là 0356 004 35 nhé. Dạ, hẹn gặp quý cô chú anh chị những video tiếp theo ạ.